Chào cả nhà, hôm nay em đi hái lá cách nè, đố cả nhà em sẽ làm món gì nghe. Đây là vườn nhà em đó, lá cách này mọc đầy vườn hết cả nhà ơi. Hái lá non ăn nó cũng ngon mà nó thơm. Lá cách này làm được nhiều món lắm cả nhà ơi. Rồi, hái nhiêu đủ rồi. Hôm nay mình cặn nhiêu thôi. Lá mọc khắp vườn. Đây là món em chuẩn bị nè cả nhà. Thì lá lốt em hái vào để em nấu lẩu ếch măng chua hết cả nhà. Thì ở đây em có chuẩn bị là nửa ký ếch nè, măng chua em tự muối nè, muối được 3-4 tháng rồi đó cả nhà. Sa tế nha, món này phải có sa tế mới ngon. Một ít me, rau sống ăn kèm. Rau sống ăn cái món này thì cũng rất là đơn giản, có rau muống, nấm kim châm, bắp cải, bắp chuối nha, món này phải có bắp chuối nó mới ngon. Còn cà gió với sả này thì mình để mình nấu với lẩu, nấu nước lẩu. Ở đây thì có ván đậu mình chưa có chiên, thì để tí nữa mình sẽ chiên sau ha. Giờ công đoạn đầu tiên là mình sẽ ướp ếch. Mình cho một muỗng bột ngọt thôi nè, một muỗng muối, một muỗng ăn canh nước mắm nha, 5 muỗng đường. Nấu lẩu thì nhiều đường nó mới ngon. Bây giờ mình trộn lên ha. Thì ở đây mình có bột năng nè, mình cho vào khoảng một muỗng bột năng thôi, một muỗng ăn canh, để mình trộn với ếch mình ướp nè. Nặng mình chiên lên đó thì nó sẽ không có bị khô cái thịt ếch, không có khô cái thịt ếch ha cả nhà. Bên đây thì mình có bắt sẵn nồi nước dùng với mướp nè. Mình có trái mướp nó bị già cả nhà, nên mình sẽ lấy mình nấu nước dùng ha. Giờ mình nhắc xuống để mình chiên ếch với ván đậu. Giờ mình cho dầu vô nhiều nhiều để mình chiên nha, chiên nó ngập ngập cái thịt ếch. Trước tiên là mình sẽ chiên ván đậu trước, để dầu sôi cái ra. Đó, dầu nóng mình chiên để vô mình lắc mình rút ra liền để nó khét nghe cả nhà. Hồi nó nguội lại là nó cứng lên. Rồi giờ mình chiên. Rồi mình chiên vàng sơ sơ là mình gấp ra nha cả nhà. Ếch này mình đã chiên xong rồi nè, chiên được sơ sơ gì ha. Rồi bây giờ mình sẽ sắc cái lá lốt để mình nấu nước lẩu ha. Lá lốt mình sắc dày dày gì nè. Đặc trưng của lẩu ếch này là phải có lá lốt nha cả nhà, không có lá lốt là ăn không có ra mùi lẩu ếch. Giờ mình bắt cái chảo nó cho dầu nóng vào rồi ha, mình cho tỏi vào.
măng thì mình chia ra làm phân nửa hai ha, mình khử phân nửa với ớt nè. Rồi ớt mình cho vào. Măng này là mình tự ủ á thì mình không cần luộc lại ha. Còn bạn nào mà mua măng ở chợ măng ngâm á thì về mình luộc lại qua một lần ha. Rồi mình cho một ít đá lốt vô. Giờ mình sẽ nhấc xuống cho ra dĩa. Mình cho ớt với măng nha. Vậy đó là mình cho vào lẩu ăn nha. Mình lấy nước dùng của mà mướp nè, cà chua. Mình cho vào nấu ha. Nửa cái măng còn lại nè, mình cho vào nấu tươi luôn. Thêm gốc sả nha, cho nước nó thơm và nó trong. Lẩu này là có nhiều sa tế mới ngon. Cho khoảng 2 muỗng mà sa tế vậy nè. Rồi mình nêm lại nha, mình nêm cái nước lại. Mình cho miếng nấm đông cô vào nè, cho nó thơm cái nước. Rồi mình nêm me thêm ha, tại vì măng này nó cũng không có đủ độ chua. Còn măng của bạn nào chua nhiều á thì khỏi cần nêm me thêm. Nêm chua vừa phải thôi vì mình còn độ chua trong cái măng với ớt nữa nha. Mình cho thêm 2 muỗng đường nữa ha. Một muỗng muối nữa. Rồi mình cho cái lá lốt còn lại nè vào luôn nha. Rồi chuẩn bị để mình ăn lẩu thôi. Giờ ăn cùng ba chị em cả nhà ơi. Mời cả nhà. Giờ mình cho ớt vào nha. Cho hết ớt vô luôn. Cả nhà ơi, từ nãy giờ quên bấm máy quay chụp chặt với cả nhà. Chị em ăn hết nửa nồi rồi mới phát hiện cả nhà. Giờ mời cả nhà lấy cái đùi ớt gỡ gạt coi. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Đây là ớt đồng nè. Thịt trắng phiếu à. Trắng mà nó béo. Trắng chậm. Trắng mà như ớt nuôi. Mùi măng này nó không có chua quá ha. Vừa ăn. Đây là, này là măng này là của hai bụi tre hai bên này nè cả nhà. Ai ăn cái ai ăn được cay để cay nữa ngon lắm. Ừ. Chắc Quy là ăn cay không giỏi hả? Dạ. Mức độ cũng trung bình.
sao ăn mì cay ăn được cấp độ mấy? 1-2. Bây giờ là nghe người ta nói ăn mì cay lên cấp độ 10 rồi đó. Nhiều người ăn được cấp độ 10 rồi đó. Đây, ta làm cái đùi. Hấp miếng nước. Nó đậm đà, có vị chua chua ngọt ngọt. Đâu đây có cái đùi nữa. Ngon hơn lâu thấy ha. Ừ. Nấm kim châm rất là ngọt. Ở đâu trong chén mình có rùi nữa. Ăn ếch mà gặp đùi hoài rồi. Hai đồng đội chắc buồn. Thật ra thì em chính thích cái cho mình. Cái lượng sống nó giòn bụng à. Thơm. Ê mà gao đơn giản gì ăn cũng ngon ha. Nhiều loại gao quá, cái đồng mình không biết ăn như thế nào. Bạn mình tới. Nữa không? Úc quậy đó. Hồi lúc trước đi làm trong công ty em cũng thường dẫn mấy anh em công ty đi ăn lẩu ếch lắm. Nhưng mà thường là các chỗ hàng quán nó bán ếch là ếch nuôi không à, không phải ếch đồng như vậy. Nó không có dai như cái ếch ở đây. Còn còn cái ếch nuôi thì nó được cái là nó to. Cái to, cái đùi nó cũng to nhưng mà độ dai nó không bằng, độ dẻ thịt nó không bằng. Tại người ta kinh doanh. Đó, phần kinh doanh vậy mới có lời. Còn nếu mà ăn làm ăn ở nhà thì tốt nhất chúng ta ăn cái ếch đồng sẽ ngon hơn. Nhưng mà bây giờ kiếm ếch đồng nó cũng hiếm. Giờ đa phần là nuôi là chính, nhưng mà có được ếch đồng như vậy là rất là ngon. Vào mùa cắt lúa à. Quê chị cỡ này là ếch đồng trục đồng. Dạ. Nhiều. Dạ. Thường sau những giờ làm việc thì mấy anh em thường đi ăn vậy nè. Để cho nó bồi bổ sức khỏe thêm, để bổ trợ những ngày sau làm việc tốt hơn. Mà chắc có phải lên đây thường thường xuyên để mới bồi bổ hơn. Với lại á, mình ăn ếch nhiều là do mình vô ếch nhiều. Ván đậu, tàu hủ chiên á, tàu hủ kia chiên. Người cho nó ăn cái thôi. Đâu ấy nha. Ừ. Ăn cho nè. Đây. Ta ăn những miếng ếch đậm đà như cuối cùng, ăn cho nó sạch hết trong đầu luôn. Lần sau chúng ta sẽ ăn cái lượng nhiều hơn nữa. Ừ. Thơm ngon bắt mắt quá. Bữa nay chị đi chợ ếch ít quá. Ừ. Ếch nuôi thì có mà tại đây thì... đây em là người chiến thắng. Ếch đồng hay ếch? Đó. Kêu quý. Dạ. Hai cái đùi kìa, ăn ít, cái được không? Đây, nè. Ăn cái miếng muối gì nè. Đó. Ngết bốc khói luôn. Đây. Ta ăn cho nó đủ chất. Này, đầy đủ không? Đặc biệt là cái bắp cải này nè. Có nhiều khu vực ăn á, đặc biệt là đi trong cả nước á. Bắp cải Đà Lạt ăn rất là ngon. Khi mà chúng ta đến những vùng miền á, nó xào sống nó cũng ăn cũng ngon lắm. Nhưng mà bắp cải bỏ vô lẩu ăn cũng ngon lắm. Dễ ăn, nó ngọt mà nó giòn. Dạ.
gỗ bốc bốc ấm. Trời đông ăn lẩu ấm. Còn cái rượu yêu quý. Dạ có à. Thiện, ăn luôn đi. Thơm nước mũi. Ăn luôn. Rồi mình ăn gián đậu. Rồi, lắp rải ha. Megaman ơi. Đủ màu sắc. Nấm kim châm nè. Chị có hào cảm hay đói bụng không? Ăn thơm. Có chọc caramel. Chọc caramel của nhà ơi. Bữa nào mình quay ăn me đi. Cuộc thi ăn me nhanh nhất. À, hấp dẫn. Me dốt dốt á. Ừ. Ăn phải chép nha. Các chị để tiêu đề số lượng người chảy nước miếng dưới trong đó có caramel của tôi. Tôi lấy cả thao. Lấy hào hứng. Cả nhà cảm thấy rất là sao rồi, caramel tôi chảy quá chừng. Caramel là tâm bắt kiến giữa dòng đời dạng biến. Cao ngoài với muối ruốc và muối ớt nha. Mình làm 2-3 lò chấm muối tinh ninh nè. Em chấm nào chấm cuộc thi ăn nhanh hết bao nhiêu me đó. Sau đó tặng thêm một số tiền hỏi chi vậy để phục hồi cái bao tử lại. Giải thưởng là một cây mắm ruốc. Ba chị em ăn cũng đã no rồi. À, xin hẹn gặp lại cả nhà ở video clip lần sau nha. Bye bye cả nhà. Chào cả nhà. Hẹn gặp lại. Nhớ like và share giúp Hương miền Tây.